Thì thường thường mình hay suy nghĩ rằng là khi nào thì mình bán cổ phiếu. Và chắc hẳn ở đây cũng rất nhiều anh chị có quan tâm rằng vậy thì có nên bán cổ phiếu tại những cái ngưỡng gọi là ngưỡng kháng cự 1.400 điểm hơn hay không? Vậy thì theo anh chị rằng là chứng khoán nó có tiệm cận 1.400 điểm và có vượt qua được hay không? Anh chị có thể để lại những nhận xét bên dưới nhé. Theo anh chị là mình có thể vượt qua được hay không trong tháng 8 này đi? Thị trường chứng khoán cũng tăng được kha khá rồi, cũng được khoảng nửa tháng rồi, tăng được khoảng mười mấy phiên rồi. Thì đến một lúc nào đó tiệm cận một cái ngưỡng kháng cự 1.400 điểm thì theo anh chị nhà đầu tư là có vượt qua được không? Và lý do tại sao mà mình vượt qua được, anh chị có thể để lại những nhận xét nhé. Chúng ta tí nữa chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Dạ rồi ha, chúng ta sẽ trao đổi với nhau một chút về cái góc nhìn của thị trường chứng khoán và có vượt được 1.400 điểm hay không. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cập nhật một chút, đó là thị trường chứng khoán tăng được khoảng hơn nửa tháng. Thị trường chứng khoán tăng được khoảng 3 tuần rồi đó. Và nếu mà mình tính sơ sơ ra trong 3 tuần như thế này thì tỷ suất trung bình nó rơi vào khoảng 15%. Những ai mà đầu tư hiệu quả thì nó cao thì khoảng 30%. Những anh chị nào mà lão luyện trong vấn đề về liên tục thay đổi thì hoàn toàn có thể đạt được con số sinh lời khoảng 30 đến 50%. Đó là một con số rất là lớn trong khoảng 3 tuần trở lại đây thôi. Và khi mà thị trường chứng khoán nó tiệm cận 1.400 điểm đúng không ạ? Mọi người thì cũng đang sợ cái đỉnh cũ này và cũng đang suy nghĩ rằng là có nên bán chốt lời hay không, và có nên có thị trường chứng khoán có vượt được 1.400 điểm hay không. Thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận với nhau về cái góc nhìn này. Thì Dũng sẽ trao đổi với anh chị một chút về cái góc nhìn của thị trường chứng khoán vượt 1.400 điểm hay không với ba cái góc nhìn. Tất nhiên đây là cái góc nhìn của Dũng nha, còn tất cả những cái thứ này nó chỉ là quan điểm cá nhân thôi, và Dũng đơn thuần chỉ là chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của Dũng trong vấn đề về đầu tư. Ít nhất là mình cũng là một người có nhiều kinh nghiệm trong ngành, cũng là người học hành bài bản trong ngành, cũng học tài chính ra, thì Dũng tin là những cái góc nhìn này đôi chút nào đó, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, thì cũng sẽ giúp cho anh chị định hình được trong vấn đề về đầu tư, cũng như là coi chứng khoán có vượt được 1.400 điểm hay không ha. Cái góc nhìn đầu tiên mà Dũng nhận thấy á, thì Dũng sẽ cập nhật với anh chị thị trường chứng khoán từ thời điểm tháng 7 đến giờ, tức là đầu tháng 7 đến bây giờ nhé. Đầu tháng 7 đến bây giờ thì nó rơi vào khoảng 1 tháng rưỡi ha. Thị trường chứng khoán nó rơi vào khoảng 1 tháng rưỡi. Thì thị trường chứng khoán từ tháng 7 đến bây giờ nó sẽ sụt giảm khoảng gần 5%. Tức là cái thời điểm đó là thời điểm mà thị trường chứng khoán tăng cũng rất là mạnh. Xong rồi thị trường nó có những cú sụt giảm mạnh, đỉnh điểm là thị trường rớt phải đến gần 20% rồi bắt đầu phục hồi. Thì trong cái quá trình đó thì nguyên 1 tháng rưỡi qua thì thị trường chứng khoán sụt giảm gần 5%. Nhưng mà cũng từ cái câu chuyện của đầu tháng 7 đó, tức là cái cú sụt giảm rất là mạnh của thị trường đó, thì cũng có rất nhiều những nhóm cổ phiếu tăng mạnh hơn so với thị trường, và Dũng thống kê với anh chị như sau với trình tự từ trên xuống dưới. Đầu tiên đó là nhóm ngành về cảng biển. Thì trung bình nhóm ngành cảng biển tăng khoảng 50%, có những cổ phiếu thì tăng hơn, có những cổ phiếu thì tăng ít hơn, nhưng đại loại thì trung bình nó tăng được khoảng 50% trong khoảng 1 tháng rưỡi trở lại đây, tính cả những cú điều chỉnh rất là mạnh của thị trường chứng khoán trong khung thời gian đó luôn ha. Xong rồi là cái ngành nghề tiếp theo có những sự tăng rất là mạnh như vậy, đó là ngành về phân bón. Đợt vừa rồi là một đợt tăng rất là mạnh về giá phân bón, là nguyên nhân chủ yếu đó là do nhà đầu tư kỳ vọng vào việc khi mà Trung Quốc họ ngăn cấm việc xuất khẩu phân bón thì Việt Nam là một đất nước nhập khẩu phân bón chính đó, thì làm cho cái giá phân bón leo thang, từ đó thì giá cổ phiếu sẽ được hưởng lợi. Thì nhóm cổ phiếu phân bón trong khoảng thời gian 1 tháng rưỡi qua thì tăng trung bình cũng khoảng 45-50%, cũng không thua kém gì nhóm cổ phiếu của ngành cảng biển đâu. Nhóm cổ phiếu tiếp theo đó là những nhóm cổ phiếu liên quan đến xuất khẩu, khi mà thị trường châu Âu và thị trường châu Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại. Anh chị ở đây mà có coi ngoài hàng Anh á, anh chị cũng sẽ thấy thôi, bây giờ trên khán đài bóng đá bây giờ là ngập tràn khán giả rồi. Nên là mình ở Việt Nam thì mình không thấy cái toàn cảnh thôi, chứ ở nước ngoài bây giờ là họ bắt đầu cuộc sống bình thường rồi. Tất nhiên thì dịch thì vẫn dịch rồi, số ca mắc thì vẫn có rồi, tỷ lệ mắc bệnh rồi tỷ lệ tử vong thì vẫn có thôi. Nhưng mà quan điểm của người ta là người ta sẽ sống chung với dịch và bắt đầu miễn dịch cộng đồng. Đó, cho nên là ai ai mà anh chị có coi đá bóng thì anh chị sẽ cảm nhận rất rõ nét về cái đời sống của những người Anh và châu Âu cũng như là châu Mỹ. Thì việc mà xuất khẩu các hàng hóa qua bên đó, từ sắt thép, từ vật liệu xây dựng, từ dệt may, từ thủy sản, từ đồ gỗ, từ vân vân, thì nó cũng rất là tích cực và được hưởng lợi rất là nhiều từ một cái làn sóng mở cửa như vậy. Thì trung bình là trong khoảng 1 tháng rưỡi trở lại đây thì rất nhiều nhóm cổ phiếu xuất khẩu tăng được khoảng 30-40%, trung bình là khoảng 35% trong khoảng 1 tháng rưỡi trở lại đây. Rồi mới đây nhất đó là khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát đúng không ạ, thì cái chuỗi cung ứng của ngành bán lẻ ở Việt Nam bị đứt gãy. Thì những doanh nghiệp tập đoàn, những doanh nghiệp có hệ thống phân phối tốt á, cũng như là hệ thống nhập hàng tốt, họ sẽ được hưởng lợi trong một thời kỳ đứt gãy như vậy. Thì cái giá cổ phiếu của ngành bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ tiêu dùng, cũng tăng tương đối mạnh trong khoảng thời gian đó. Thì trung bình trong khoảng 1 tháng rưỡi trở lại đây thì cổ phiếu của ngành bán lẻ tăng trung bình cũng khoảng 30%. Thế thì khi mà Dũng thống kê với anh chị như vậy để làm gì? Để anh chị sẽ thấy rằng là trong một cái bối cảnh mà thị trường chứng khoán nó chưa vượt qua được những ngưỡng kháng cự, tức là mình coi như là thị trường chứng khoán nó chưa được vượt qua được những cái cú điều chỉnh mạnh trước đó đó. Nhưng rất nhiều những nhóm cổ phiếu nó đã vượt qua rất là nhiều rồi. Dũng ví dụ như ở đây đó là những nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản này, thì giá cổ phiếu cũng tăng không hề ít. Rồi, mới đây nhất đó là những nhóm cổ phiếu liên quan đến ngành cảng biển thì giá cổ phiếu cũng vượt đỉnh cũng không hề ít. Tức là trong một cái bối cảnh mà thị trường chứng khoán chưa vượt qua được những ngưỡng kháng cự, nhưng rất nhiều những ngành nghề đã vượt qua được những ngưỡng kháng cự đó rồi. Vậy câu hỏi được đặt ra là VN-Index 1.400 điểm nó có quan trọng hay không? Cái này thì Dũng cũng làm chia sẻ với anh chị cũng khá nhiều lần trong những video trước đó. Anh chị có thể coi lại những video trước đó về thị trường chứng khoán đã tạo đáy hay chưa. Thì khi mà thị trường chứng khoán nó vượt đỉnh hay không thì theo Dũng nó không quá quan trọng, và mình hãy nhìn vào cái nhịp đập và cảm nhận của thị trường. Thì mình sẽ thấy được rằng là rất nhiều những nhóm ngành nó đã vượt đỉnh rồi. Rất nhiều nhóm ngành vượt đỉnh nó thể hiện cho một điều, đó là các cơ hội kiếm tiền trên thị trường nó vẫn còn. Và nhà đầu tư vẫn đánh giá tích cực đối với các nhóm ngành nghề. Đó là cái góc nhìn đầu tiên, tí nữa Dũng sẽ phân tích chi tiết hơn một chút. Cái góc nhìn thứ hai của Dũng đó là trong một cái nhóm ngành có những xu hướng tăng như vậy đó,
thì anh chị để ý rằng là những nhóm cổ phiếu nào là những nhóm cổ phiếu tăng đầu tiên, thường là những nhóm cổ phiếu đầu ngành và những nhóm cổ phiếu ưu trội. Tức là Dũng nói là những nhóm cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh, mà như mình hay nói trong một cái lúc mà thị trường rất mạnh á, những lúc mà thị trường rất mạnh thì Dũng khuyên anh chị đó là hãy đầu tư vào những doanh nghiệp đầu ngành và có lợi thế cạnh tranh, đúng không ạ? Thì đây cũng là một ví dụ như vậy, đây là một cổ phiếu đầu ngành, và cái cổ phiếu đầu ngành này là cổ phiếu vượt qua những ngưỡng kháng cự đầu tiên. Xong rồi đến những nhóm cổ phiếu tầm trung khác, những nhóm cổ phiếu này thì bắt đầu cũng vượt qua những cái vùng đỉnh cũ tiếp theo. Rồi sau đó mới đây nhất là trong tuần này thì rất nhiều các nhóm cổ phiếu nhỏ, những nhóm cổ phiếu trong ngành cũng bắt đầu có những xuống dòng tiền, tức là giá cổ phiếu cũng tăng 5%, 7% vân vân nhiều. Như vậy thì để đó anh chị sẽ thấy được rằng là cái xu hướng dòng tiền người ta vẫn ở lại, và đặc biệt là những giới đầu tư. Giới đầu tư là cái giới mà người ta sẽ ưu tiên những doanh nghiệp có chất lượng, còn giới đầu cơ là những giới mà ưu tiên những doanh nghiệp rẻ. Thì mình sẽ thấy được rằng cái xu hướng dòng tiền vẫn lựa chọn những doanh nghiệp đầu ngành có lợi thế cạnh tranh cũng như là có một kết quả kinh doanh tích cực. Đó là dòng tiền thể hiện cho những người đầu tư. Còn những cái dòng tiền vội vã như thời điểm hiện tại là những dòng tiền mang tính chất đầu cơ cảm tính. Tức là họ sẽ không lựa chọn những doanh nghiệp đầu ngành nữa vì giá cổ phiếu nó đã tăng được một đoạn rồi. Thì họ sẽ chọn những doanh nghiệp chưa tăng giá, hoặc là những doanh nghiệp trong cùng ngành nghề đó nhưng mà giá cổ phiếu đi ngang trong một khung thời gian. Thì Dũng gọi đó là một cái sự lan tỏa dòng tiền trong một ngành nghề. Thì đấy gọi là cái điểm nhấn thứ hai mà Dũng phân tích và trao đổi. Cái điểm nhấn thứ ba nữa, cái điểm nhấn này nó rõ nét trong khoảng một tuần trở lại đây. Tí nữa Dũng sẽ cập nhật với anh chị thông tin chi tiết. Thì đây là cái góc nhìn trước đó mà chúng ta trao đổi với nhau trong khoảng hơn một tháng trở lại đây, đúng không ạ? Tức là ngành cảng biển tăng 50%, phân bón cũng tăng, xuất khẩu cũng tăng, bán lẻ cũng tăng. Rất nhiều nhóm ngành tăng vượt qua những ngưỡng đỉnh cũ trong khi thị trường chứng khoán chưa vượt được 1.400 điểm. Nhưng mà Dũng lại cập nhật với anh chị một chút trong khoảng đâu đó là một tuần trở lại đây. Cái điểm nhấn này là điểm nhấn rất là quan trọng. Trong khoảng một tuần trở lại đây thì dòng tiền có xuống dịch chuyển. Cụ thể nhất đó là họ dịch chuyển từ những nhóm cổ phiếu đã tăng giá, mình ví dụ như là cảng biển, mình ví dụ như là bán lẻ tiêu dùng, mình ví dụ như là phân bón. Họ có xu hướng chốt lời những nhóm cổ phiếu đó và dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu tiếp theo, những nhóm cổ phiếu có những kỳ vọng tiếp theo trong một thời kỳ có thể rằng là mình có tỷ lệ tiêm vaccine cao, cũng như rằng là cái số ca mắc Covid của mình có bắt đầu có những xuống giảm, và rất nhiều người đang kỳ vọng chính phủ sẽ chống được dịch để từ đó mình sẽ hòa nhập lại cộng đồng và kinh tế của mình bắt đầu phục hồi lại trong quý tư. Thì như vậy cái góc nhìn ở đây đó là rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy phù hợp với một mức lợi nhuận rất là cao từ những nhóm ngành tăng giá trước đó, và họ dịch chuyển sang những cái nhóm cổ phiếu khác. Dùng ví dụ như là trong khoảng một tuần trở lại đây tăng mạnh nhất là những nhóm cổ phiếu liên quan đến đầu tư công của chính phủ. Sau khi mà Quốc hội họp xong và công bố gói kích thích sau dịch, rồi những nhóm ngành liên quan đến ngành chứng khoán, khi mà nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành bất động sản, đó là những nhóm ngành liên quan đến tài sản, bong bóng tài sản. Rồi sau đó đó là trong khoảng thời gian gần đây nhất đó là những nhóm cổ phiếu như là cao su, nhóm cổ phiếu của ngành đường. Trong khoảng thời gian từ ngày hôm nay anh chị cũng sẽ thấy đó là những cổ phiếu chưa tăng giá. Dùng ví dụ như là những nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản, khu công nghiệp, dùng ví dụ như là cổ phiếu của ngân hàng. À để từ đó mình sẽ thấy được rằng là cái điểm nhấn số 3 đó là dòng tiền nó đang có xuống dịch chuyển, chốt lời từ nhóm cổ phiếu này dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu khác. Thì đấy là ba cái điểm nhấn mà Dũng muốn trao đổi với anh chị trước cái góc nhìn của việc là mình có phân tích thị trường chứng khoán nó có vừa được hay không á. Thế thì với cái góc nhìn đầu tiên, cái ý nghĩa của nó đó là gì? Với cái góc nhìn của việc mà thị trường chứng khoán nó giảm 4% nhưng mà rất nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh như vậy á, nó phản một việc đó là cái cơ hội đầu tư và kiếm tiền trên thị trường vẫn còn. Chẳng qua là mình nhận diện được nó hay không, tức là xu hướng vĩ mô và những nhóm ngành nào nghề được hưởng lợi. Thì khi mình đi sâu vào ngành nghề được hưởng lợi thì mình sẽ lựa chọn ra được những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi. Thì cái đó là cái điểm nhấn chính. Và chính cái điểm nhấn này thì nó nói lên được một điều, trong một cái thị trường rớt, trong một thị trường giảm nhưng vẫn có rất nhiều cổ phiếu kiếm được tiền, chứng tỏ rằng là cái cơ hội đầu tư trên thị trường nó vẫn còn ở lại ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là thời điểm trước đó nhiều anh chị sẽ nghĩ rằng là thị trường sẽ rớt khoảng 1.200 điểm, rồi theo phân tích kỹ thuật đó thì là nó đã chạy xong một cái bộ năm sóng của sóng Elliott. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà thị trường chung nó rớt nhưng rất nhiều nhóm cổ phiếu nó đang tăng á, chứng tỏ một điều là cơ hội kiếm tiền trên thị trường nó vẫn còn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của điểm nhấn thứ nhất. Cái góc nhìn thứ hai á, đó là khi nào chúng ta nói rằng là trong một cái thị trường và trong một cái ngành nghề thì những điểm đến đầu tiên của dòng tiền đó là những doanh nghiệp tốt nhất, đúng không ạ? Mà những doanh nghiệp tốt nhất là điểm đến đầu tiên thường không phải là những dòng tiền đầu cơ. Những dòng tiền đầu cơ thường người ta sẽ tham gia sau. Ví dụ như là trong khoảng thời gian khoảng ngày hôm nay đi, rất nhiều người là những người đang sử dụng dòng tiền đầu cơ để tham gia thị trường. Tức là họ cần một cái chờ xác nhận, họ cần những cái phiên xác nhận để đánh giá rằng là dòng tiền vào thì họ sẽ bắt đầu đầu cơ lướt sóng trên thị trường. Nhưng bản thân những nhóm cổ phiếu tốt á, nó đã tăng giá từ trước đó cách đây khoảng 2-3 tuần rồi. Như vậy rõ ràng đó là dòng tiền đầu tư. Dòng tiền đầu tư thì người ta nghiên cứu rất là kỹ, cho nên là cái điểm đến đầu tiên của dòng tiền đầu tư đó là cổ phiếu tốt nhất. Rồi sau đó mới là những cái cổ phiếu khá hơn một chút, rồi những cổ phiếu nhỏ nhưng được hưởng lợi từ thị trường. Vậy thì cái ý nghĩa chính của cái điểm nhấn thứ hai này, cái ý nghĩa thứ hai này đó là cái dòng tiền đầu tư vẫn đang ở lại thị trường. Nếu như mà cái dòng tiền đầu tư không ở lại thị trường thì lúc đó chứng tỏ là cái thị trường nó đã rất rủi ro. Còn nhưng mà trong ở thời điểm hiện tại thì cái dòng tiền đầu tư nó vẫn đang ở thị trường. Và trong khoảng ngày hôm nay và cuối tuần trước thì cái dòng tiền đầu cơ nó kích hoạt rất là mạnh. Anh chị sẽ thấy thôi, dòng tiền đầu cơ đó là họ sẽ tham gia rất mạnh trong những lúc mà thị trường tăng. Rồi thanh khoản tăng đột biến, đúng không? Ngày xưa thì mình quan tâm là thị trường nó rơi vào khoảng 18.000 tỷ, 20.000 tỷ. Nhưng mà trong khoảng vài phiên trở lại đây thì thị trường khoảng 25 đến 28.000 tỷ. Thì Dũng coi cái dòng tiền đầu cơ, dòng tiền sử dụng đòn bẩy tài chính họ hoạt động mạnh trong khoảng vài phiên trở lại đây. Đó, cho nên là cái ý nghĩa thứ hai đó là cái dòng tiền đầu tư vẫn đang ở lại với thị trường. Và tất nhiên là khi họ ở lại thì họ có lý do. Họ có lý do để họ ở lại, không hẳn là do một môi trường vĩ mô tốt, mà chẳng qua là họ vẫn tìm thấy các cơ hội đầu tư thì họ vẫn ở lại với thị trường.
Cái ý nghĩa số 3, cái góc nhìn số 3 nữa đó là anh chị, nếu mà anh chị có cảm nhận tâm lý thì trong khoảng một tuần trở lại đây thì những cổ phiếu tăng nóng á, nó không tăng giá được. Nhưng mà những cổ phiếu chưa tăng giá thì bắt đầu tăng giá, tức là nó có những sự luân chuyển của dòng tiền. Luân chuyển của những nhóm cổ phiếu đã tăng giá nhiều, ví dụ những nhóm cổ phiếu đã tăng 30%, 50% thì xu hướng nhà đầu tư là người ta có xu hướng chốt lời cổ phiếu và dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu chưa tăng. Ví dụ như là ngày hôm nay đó là cổ phiếu của ngành ngân hàng. Nhiều khi ngày mai, ngày mốt có thể là những cổ phiếu liên quan đến bất động sản, khu công nghiệp, rồi những cổ phiếu liên quan đến ngành thép đi chẳng hạn. Nó cũng sẽ tăng giá thôi, khi mà đã đi ngang trong một khoảng thời gian rồi thì cái dòng tiền nó sẽ có xu hướng luân chuyển. Vậy thì cái ý nghĩa của cái góc nhìn số 3 này đó là gì? Đó là việc mà một nhóm cổ phiếu bị chốt lời và dòng tiền không rút khỏi thị trường. Nhấn mạnh lại với anh chị ha. Khi mà một nhóm cổ phiếu bị chốt lời á, thường chúng ta sẽ suy nghĩ rằng là đã đủ rồi và chúng ta sẽ gửi tiền ra, rút tiền ra. Nhưng khi mà cái dòng này chốt lời xong và đến cái dòng khác tăng á, thì chứng tỏ là cái dòng tiền chốt lời từ nhóm này họ dịch chuyển sang nhóm khác. Để từ đó mình sẽ thấy là cái dòng tiền họ vẫn ở lại với thị trường chứ họ không có rút khỏi thị trường. Thường thường nếu mà trong một cái quá trình mà chốt lời xong một nhóm cổ phiếu thì thường đa số đó là người ta sẽ tạm rút ra khỏi thị trường, nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cái góc nhìn này thì Dũng nhận thấy rằng là việc những nhóm cổ phiếu tăng nóng người ta sẽ chốt lời và người ta sẽ dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu chưa tăng. Đại diện nhất của ngày hôm nay có thể kể đến đó là nhóm ngành ngân hàng này. Nhóm ngành ngân hàng là nhóm ngành mà trong khoảng hơn 2 tháng trở lại đây thì giá cổ phiếu không tăng. Thì ở góc nhìn này thì anh chị sẽ thấy được rằng là nếu mà những nhóm cổ phiếu đã tăng nhiều rồi không đầu tư nữa thì tôi sẽ chọn những cổ phiếu chưa tăng giá. Thì Dũng gọi đó là một cái điểm đến, và cái ý nghĩa quan trọng nhất sâu xa của nó đó là cơ hội đầu tư vẫn còn, thì việc họ chốt lời nhóm này và họ dịch chuyển sang nhóm khác nó phản ánh trong một thị trường tốt và một thị trường đang trong xu hướng tăng. Thế thì với cái ba góc nhìn đó, góc nhìn số nhất, thứ nhất, góc nhìn số 2 và góc nhìn số 3 đó, Dũng đưa ra cho anh chị từng bước như vậy đó. Thì để mình cảm nhận được rằng trong một cái thị trường này cơ hội kiếm tiền nó vẫn còn rất là nhiều. Đó là cái ý nghĩa ở thời điểm hiện tại. Việc mình không chọn những cổ phiếu tăng giá nóng thì mình hoàn toàn có thể chọn những cổ phiếu chưa tăng giá. Và khi mà những cổ phiếu chưa tăng giá họ tăng giá rồi thì dòng tiền cũng sẽ có những xuống luân chuyển tiếp theo qua những nhóm cổ phiếu khác chưa tăng giá. Ở đây chúng ta không nói về chất lượng của ngành nghề và chất lượng của cổ phiếu ha. Tại vì trong một thị trường tăng thì anh chị cũng sẽ thấy thôi, những cổ phiếu mà rất là tệ họ cũng tăng mà. Cho nên là những nhóm ngành không được hưởng lợi hoặc là những nhóm ngành không thể tốt lên á thì giá cổ phiếu vẫn tăng trong một thị trường tăng là chuyện bình thường. Cho nên có nhiều anh chị hỏi rằng là tại sao Dũng nhận xét là ngành ngân hàng là một cái ngành nghề mà nó không còn nhiều điều kiện nữa mà hôm nay giá cổ phiếu vẫn tăng. Rồi như vậy là Dũng nhận xét sai. Thực tế thì anh chị sẽ thấy là trong một thị trường tăng thì dòng tiền nó sẽ luân chuyển. Dòng tiền sẽ luân chuyển. Những nhóm cổ phiếu mà thực sự tốt lên á thì cái hiệu suất đầu tư sẽ lớn đúng không? Còn những nhóm cổ phiếu mà nó không có gì đổi mới á thì cái hiệu suất đầu tư là nó vẫn có nha. Tại vì nó đang nằm trong một thị trường tốt, dòng tiền nó đẩy vào. Thì việc là tỷ suất sinh lời của những nhóm cổ phiếu đó là vẫn có. Thì chứng tỏ rằng là cái cơ hội kiếm tiền nó vẫn còn trong một thị trường và họ luân chuyển từ nhóm này sang nhóm này và luân chuyển sang nhóm khác nữa. Có thể là hôm nay thị trường nó sẽ bắt đầu vào những nhóm cổ phiếu của ngành ngân hàng, ngày mai có thể là cổ phiếu ngân hàng tăng, hoặc thậm chí ngày mốt có thể là những nhóm cổ phiếu của ngành thép tăng, hoặc là những nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp trong khoảng thời gian vừa qua cũng không tăng thì nó cũng sẽ tăng theo thị trường. Thì nó phản ánh cho việc là có rất nhiều cơ hội kiếm tiền trong thời điểm hiện tại. Và như anh chị hình dung đi, cơ hội kiếm tiền nó vẫn còn thì nó chỉ minh chứng cho một việc là kỳ vọng của nhà đầu tư trên thị trường bây giờ nó vẫn lớn. Mà khi kỳ vọng lớn như vậy thì cái 1.400 điểm theo Dũng nó không quá quan trọng đâu. Nên là nhiều khi anh chị rồi suy nghĩ rằng là bây giờ có lời rồi thì chờ 1.400 điểm có chốt hay không. Với quan điểm cá nhân của Dũng thì cái dòng tiền đầu tư cũng như là cái khung đầu tư thì thời điểm này không phải là thời điểm để bán. Còn cái việc mà anh chị bán chốt lời và anh chị dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu khác để ăn chênh lệch giá trong ngắn hạn á thì cái chuyện đó là chuyện Dũng không bàn. Nhưng mà ở đây cái góc nhìn của số 1, số 2 và số 3 nó chỉ minh chứng cho một điều, đó là cơ hội kiếm tiền trên thị trường nó vẫn còn rất là nhiều. Và như khi nãy Dũng có đọc một vài nhận xét của các anh chị đó, thì anh chị có nhận xét rằng là tại sao kinh tế bây giờ nó đang khó khăn, vĩ mô nó đang khó khăn như thế này mà chứng khoán thì nó lại săn rờ như vậy, và mọi người cứ kỳ vọng là vượt 1.400 điểm trong khi người dân thì đang rất là đói khổ. Thì cũng trao đổi với anh chị một chút cái góc nhìn này, Dũng rất là thông cảm và Dũng rất là hiểu với cái cách nhìn đầu tư của anh chị. Trên thực tế thì anh chị nhìn không có sai, anh chị nhìn không sai gì cả. Và nếu như cuối tuần anh chị cũng sẽ đọc được rất là nhiều bài rất là bi thương đúng không ạ? Nào là Sài Gòn sẽ bắt đầu giãn cách thêm 30 ngày nữa, mà 30 ngày nữa thì người dân lao động làm ăn bình thường, thu nhập thấp á, thì tiền đâu mà họ sinh sống nữa. Bây giờ công việc thì không có, lương thì không có, thu nhập thì không có, viện trợ thì chưa có. Mà bây giờ ở nhà thì không có thực phẩm thì giá cả leo thang. Bây giờ anh chị ở Sài Gòn mà đặt đồ ăn bây giờ rất là mắc, giá cả thì rất là leo thang, rồi thu nhập người dân không có, rồi rất là nhiều người thì rất là tội. Người ta phải về quê rồi vật vờ vật vưởng. Thì nó cũng minh chứng cho một sức khỏe của một nền kinh tế. Vì quy cho cùng sức khỏe của một nền kinh tế nó phản ánh cho sức khỏe của người dân. Mà người dân bây giờ họ không khỏe, túi tiền họ không nhiều thì sức khỏe kinh tế nó đâu có tốt. Nhưng mà có một nghịch lý, đó là chứng khoán là phong vũ biểu của một nền kinh tế. Bây giờ nhìn thấy người dân tan thương như vậy mà chứng khoán nó cứ tăng ầm ầm như vậy thì thực sự là Dũng cũng rất là thông cảm và Dũng cũng rất là hiểu chuyện này. Ngay cả như mình cũng không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Bây giờ người khác thì khó khăn mà chứng khoán thì lại tăng, nó rất là nghịch lý như vậy. Nhưng mà nếu như anh chị có theo dõi Dũng lâu á thì cách đây gần một năm thì Dũng làm có một video, đó là video về khoảng cách giàu nghèo sẽ nới rộng, càng ngày càng nới rộng trong năm 2021. Và ở thời điểm đó rất nhiều người anh chị sẽ chưa cảm nhận được, nhưng mà Dũng tin ở thời điểm hiện tại rất nhiều người sẽ cảm nhận được này. Rất nhiều người sẽ cảm nhận được, tại vì rất nhiều anh chị đang mất công ăn việc làm. Rất nhiều người thu nhập thấp, lao động phổ thông á, mất công ăn việc làm. Tại vì dịch mà, cho nên rằng là những cái ngành nghề, những cái nhóm ngành, những cái doanh nghiệp thâm hụt lao động á, thì thường xu hướng của họ đó là họ sẽ cắt giảm chi phí nhân công. Cho nên là họ sẽ sa thải nhân sự.
nên là việc mà việc làm không có rồi lương giảm thu nhập giảm rất là khó khăn, nhưng tại sao chứng khoán nó lại tăng thì anh chị có thể coi lại cái video của cái khoảng cách giàu nghèo sẽ được nới rộng á, thì Dũng sẽ để cái đường link ở đây cho anh chị tham khảo nhé. Đúng rồi, anh nói đúng đó, mô hình phân hóa theo hình chữ K đó, thì Dũng sẽ gửi cho anh chị ngay cái đường chat đó, đó là video của 2021 khoảng cách giàu nghèo sẽ càng ngày càng được nới rộng, Dũng có làm cách đây gần một năm. Thì Dũng tin ở thời điểm hiện tại anh chị có lắng nghe thì anh chị sẽ rất là thấm cái góc nhìn đó mà Dũng chia sẻ. Tại vì thời điểm đó mình chống dịch tốt, thời điểm đó mọi người đều rất là tự hào về Việt Nam, đúng không? Việt Nam chống dịch tốt rồi, thế giới toàn cầu thì bị cách ly giãn cách, Việt Nam thì không chế được dịch, mình chống dịch tốt. Lúc đó mình không cảm nhận được chuyện đó, tại vì lúc đó thu nhập của người dân Việt Nam nó không bị ảnh hưởng. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ cảm nhận được cái câu chuyện đó. Và cái câu chuyện đó là mô hình kinh tế theo hình chữ K, giống như khi nãy anh có nói đó. Mô hình kinh tế theo hình chữ K đó là sao? Đó là kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi, đó là điều chắc chắn. Anh chị cũng đừng ngạc nhiên khi mà thu nhập của mình giảm hoặc là đời sống nhân dân đói khổ, nhưng mà GDP Việt Nam năm nay vẫn tăng nha. Anh chị đừng quá ngạc nhiên câu chuyện đó. Mô hình kinh tế phục hồi theo hình chữ K tức là nó sẽ bắt đầu phục hồi. Nhưng mà phục hồi ở những cái dạng như thế này nè, tức là phục hồi dựa vào các lớp tài sản. Khi mà phục hồi ở các lớp tài sản thì những người có thu nhập cao người ta sẽ tận dụng được các lớp tài sản nó bắt đầu nở ra. Anh chị để ý năm vừa rồi là Bitcoin đúng không? Năm nay là chứng khoán, rồi có thể năm sau là bất động sản chẳng hạn. Thì mình sẽ thấy được là những người có thu nhập cao họ mới sở hữu được tài sản. Chứ những người lao động bình thường thu nhập thấp thì công ăn việc làm rồi thu nhập rồi chi tiêu cho gia đình, chi tiêu cho con cái, chi tiêu cho học hành là coi như là cũng không có dư dả gì cả. Thì làm sao mà có những khoản tích lũy tài sản để mà có thể sở hữu các lớp tài sản được? Thì khi mà kinh tế phục hồi dựa vào các lớp tài sản tăng lên thì những người có thu nhập thấp người ta đâu có tận dụng được đâu. Rồi khi mà thu nhập thấp như vậy là đã đành rồi, kinh tế rồi mọi thứ thì nó leo thang về giá cả. Chuỗi cung ứng ở Việt Nam thì có hạn rồi, nó là một thập kỷ mất mát, nó là một thập kỷ bi thương của Bộ Nông nghiệp khi họ không hoàn thiện được cái chuỗi giá trị phân phối lương thực thực phẩm. Để từ đó ở bây giờ rất là nhiều sự gián đoạn đứt gãy của hệ thống cung cấp lương thực thực phẩm. Thì giá cả hàng hóa leo thang mà thu nhập thì giảm, thì dẫn đến là các chi phí nó chiếm dụng quá nhiều vào cái thu nhập của người dân, thì làm cho cái đời sống của người dân sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhưng mà ngược lại như vậy thì những người có thu nhập cao và những người có lớp tài sản lớn á, thì họ lại được tận dụng được những cái lúc như vậy thì làm cho nở cái tài sản của họ lên. Và chính cái câu chuyện nở tài sản như vậy thì anh chị cũng sẽ thấy đó là cái bức tranh này rất là hợp lý luôn. Đó là người dân thì đói khổ, mọi thứ thì khó khăn, mọi thứ thì dịch bệnh, rồi người dân thì có những người thì người ta chỉ mong là sao bây giờ có thùng mì tôm để người ta sống qua ngày. Nhưng mà chứng khoán thì lại tăng xăng rờn và giá cổ phiếu tăng rất là mạnh như vậy. Thì Dũng tin thời điểm hiện tại anh chị nghe lại cái video đó, anh chị sẽ cảm nhận được một cách rất sâu sắc những gì mà Dũng chia sẻ cách đây gần một năm. Thì đó là những gì mà anh chị có thắc mắc thì Dũng chia sẻ như vậy. Chứng khoán vẫn là phong vũ biểu của một nền kinh tế, nhưng thời điểm hiện tại nó là phong vũ biểu của các lớp tài sản để tăng trưởng cái GDP của một quốc gia. Nó không chỉ là câu chuyện của Việt Nam mà nó là câu chuyện của toàn cầu. Thế thì ở thời điểm hiện tại thì Dũng nhận thấy rằng là một là mình chấp nhận nó, mình không thay đổi được nó đâu, tại vì đó là một cái xu hướng vĩ mô toàn cầu luôn chứ không phải ở Việt Nam nữa. Cho nên là mình thấy những sự bất cập đó là mình thấy, anh chị thấy, Dũng cũng thấy, nhưng mọi thứ mình không thay đổi được nó. Thì một là mình chấp nhận nó và hai là mình lựa chọn nó. Mình lựa chọn một cái đầu tư một cái gì đó nó đang tốt. Thay vì mình cứ suy nghĩ rằng là thị trường nó khó thì chứng khoán nó phải giảm. Nhưng bây giờ mọi người sẽ thấy là thị trường khó nhưng mà chứng khoán không giảm, kinh tế khó nhưng mà chứng khoán không giảm. Thì mình hiểu được câu chuyện này, một là mình chấp nhận và hai là mình lựa chọn một cái lựa chọn tốt hơn cho mình và cho gia đình mình, để từ đó cái tài sản của mình nó tăng lên. Tại vì nếu tài sản của mình không tăng lên sau này cũng bị lạm phát à. Đó, cho nên là mình kiếm tiền ở thời điểm hiện tại là để chuẩn bị cho những lạm phát sau này đó. Đấy, nên là đến thời điểm hiện tại mà mình không kiếm được tiền có nghĩa là tiền mình sẽ bị mất giá so với tương lai. Thì đấy chính là cái mà Dũng nhấn mạnh trao đổi với anh chị về góc nhìn này. Và từ cái góc nhìn này thì mình sẽ thấy được rằng là cái cơ hội kiếm tiền trên thị trường vẫn có. Chẳng qua là mình lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp thôi. Đó là cái quan điểm của Dũng, và trong quan điểm này hoàn toàn không có câu trả lời nào của việc VN-Index có vượt 1.400 điểm hay không. Nhưng Dũng tin khi mà Dũng đã là cầu nối với anh chị như vậy thì Dũng tin là anh chị đã có tự câu trả lời cho mình biết cần phải làm gì. Nếu như mình không làm như vậy, nếu như mình không chấp nhận và mình lựa chọn như vậy thì mình sẽ bị bỏ lỡ đi thời cơ. Và khi mình bị bỏ lỡ đi thời cơ, mình sẽ là người chịu những ảnh hưởng rất là nặng nề của một thời kỳ siêu lạm phát sau này. Mình kiếm tiền ở thời điểm hiện tại là chuẩn bị cho một giai đoạn siêu lạm phát sau này nó sẽ xảy ra trên toàn cầu. Đó là cái góc nhìn của Dũng về 1.400 điểm, của VN-Index 1.400 điểm. Chúng ta sẽ đến phần thứ hai, đó là phần trao đổi và thảo luận. Ở đây thì chẳng có câu trả lời nào cả. Và nếu như anh chị có hay coi Dũng thì anh chị cũng sẽ thấy là Dũng cũng chẳng có một câu trả lời nào cả. Mình đặt câu hỏi như vậy thôi, nhưng chính mình đặt câu hỏi như vậy, anh chị sẽ là người tự trả lời được câu hỏi đó. Dũng thì Dũng cũng không có dùng những câu từ mỹ miều đâu, nói chung là cũng đơn giản thôi. Hy vọng là anh chị sẽ dễ hiểu hơn. Ở đây có anh chị có hỏi về cổ phiếu của ngành Masan đầu tư được nữa hay không? Chúng ta lại quay lại cái góc nhìn khi nãy ha. Cái góc nhìn khi nãy chúng ta có một cái bảng này. Chúng ta có một cái bảng này nó là gì? Đó là sự dịch chuyển của dòng tiền. Giống như hôm bữa cái video của ngày thứ 6 đúng không ạ? Dũng nói về tư duy nhanh và tư duy chậm đó, thì có lẽ là nó rất là đúng ở thời điểm hiện tại. Cái tư duy của những nhóm ngành ví dụ là bán lẻ tiêu dùng. Bán lẻ tiêu dùng là những ngành được nghề được hưởng lợi bởi dịch. Nhưng mà dịch thì nó cũng sẽ qua đi thôi. Chứ bây giờ ở nhà không như thế này thì như khi nãy anh chị cũng thấy thôi. Bây giờ Sài Gòn ở nhà 30 ngày mà mọi thứ tan hoang hết trơn. Người dân thì đói khổ hết trơn. Bây giờ ở nhà thêm 30 ngày, ở nhà thêm một quý nữa là coi như xong luôn. Thì việc mà dịch sẽ bắt đầu được khống chế dần dần và bắt đầu mở cửa kinh tế là chuyện bình thường. Cho nên là chuỗi đứt gãy của cung ứng tiêu dùng thì theo Dũng là nó sẽ bị dừng lại, nó không còn quá áp lực nữa. Thì khi không còn quá áp lực nữa thì động lực nào để cho những nhóm cổ phiếu đó tăng giá?
Giống như hôm bữa có trao đổi với anh chị về tư duy nhanh và tư duy chậm đó. Bây giờ mình nhìn thấy những gì mà mọi người thấy thì giá nó đã cao hết rồi. Vậy thì mình hãy nhìn trước những gì mà người ta chưa thấy. Thì Dũng có cái bảng này trong một tuần trở lại đây thì anh chị cũng sẽ thấy là cái dòng tiền nó đang có sự di chuyển rất là rõ nét đó. Thì đó cũng là một tư duy nhanh và tư duy chậm mà Dũng có trao đổi với anh chị thôi. Thì anh chị hy vọng là sẽ giải đáp được những thắc mắc của anh chị về nhóm cổ phiếu bán lẻ. Phát hành riêng lẻ mà dưới thị giá trên sàn là tốt hay xấu? Là xấu ạ. Phát hành riêng lẻ mà trên giá thì tốt. Hoặc là ví dụ như là giá trên sàn 25.000 phát hành riêng lẻ giá 20, giá 25, 23 gì đó thì được. Chứ còn mà trên sàn đang giá 40 mà phát hành riêng lẻ giá 10 thì coi như là xấu, rất xấu. Nên anh chị lưu ý một chút. Trên thực tế thì phát hành riêng lẻ nó là một động thái tăng vốn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ tốt dần lên. Nhưng mà như vậy thì nó thiệt cho cổ đông quá. Bây giờ cổ đông mua một cổ phiếu giá 40.000 phát hành riêng lẻ có 10.000 thì rất là thiệt cho cổ đông. Nên là việc mà phát hành riêng lẻ là một cái gì đó rất là dở. Nó chỉ minh chứng cho một điều là doanh nghiệp đó bị phụ thuộc vào bạn hàng. Bị có một bạn hàng lớn họ áp lực lên. Như vậy. Dũng không đợi 1.200 điểm mua. Trên thực tế thì nếu anh chị có theo dõi Dũng thì anh chị sẽ thấy là Dũng không có chờ thị trường nó rớt bao nhiêu điểm cả. Như Dũng nói rồi, có một chu kỳ bán thì cũng sẽ có một chu kỳ mua. Dũng quan điểm của Dũng đó là không chờ thị trường rớt về bao nhiêu, cũng không chờ cổ phiếu về một giá mục tiêu bao nhiêu, mà mình hành động như thế nào cho phù hợp với thị trường. Trên thực tế thì đợt vừa rồi nó chỉ là một cú điều chỉnh ngắn thôi, mà anh chị cũng thấy thôi, cú một điều chỉnh ngắn 200 điểm mà anh chị đã chạy tán loạn như vậy rồi, thì giả sử sau này kinh tế nó có những xu hướng thay đổi cái vĩ mô thì anh chị sẽ bị tan thương như thế nào. Cho nên đầu tư ở thời điểm hiện tại nó rất nhạy cảm nhá. Mọi thứ nó vẫn tích cực nhưng mà đầu tư mình phải bài bản. Qua một đợt sụt giảm 200 điểm rồi thì mình nên rút ra được những bài học cho mình. Không phải lúc nào thị trường nó cũng tốt để cho anh chị gỡ lại tiền đâu. Lỡ như thị trường chứng khoán nó thủng 1.200 điểm đi luôn thì anh chị rất là nặng đó. Cho nên sau một đợt sóng như vậy thì quan điểm của Dũng đó là anh chị nên học hỏi được những cái gì đó mà mình sai lầm trước đó, để mà mình đầu tư nó một cách bài bản. Và như Dũng nói rồi, chu kỳ này là một chu kỳ đầu tư. Nhưng chính cái chu kỳ đầu tư này mình cũng phải cẩn trọng. Tại vì khi mà thị trường có nhiều cơ hội thì anh chị hay mắc một vấn đề, đó là hay đứng núi này trông núi nọ. Bây giờ mình nắm cổ phiếu của mình nhưng mà thấy cổ phiếu người ta tăng, xong rồi mình có xuống là bán cổ phiếu của mình rồi đi mua những cổ phiếu đã tăng rồi, nhưng mà chắc gì nó đã hiệu quả. Và đến một cú nào đó có những cái cú sụt giảm mạnh thì mình lại quay ra, đó là mình bị thua lỗ. Nên là Dũng không chờ 1.200 điểm. Mình nhiều người chờ sẽ có một cái sóng C giảm, nhưng mà như Dũng nói đó, Dũng phân tích đó, thị trường nó giảm như vậy mà ngành phân bón, ngành cảng biển, ngành xuất khẩu nó còn tăng, thì khi mà thị trường tăng như vậy thì nhiều nhóm ngành nó sẽ tăng nhiều hơn nhiều. Nên là mình nhìn vào ngành nghề sẽ tốt hơn là mình nhìn vào sóng A, sóng B rồi sóng C điều chỉnh. Dũng tin có rất nhiều anh chị đang cầm tiền chờ sóng C điều chỉnh, hoặc là có rất nhiều anh chị đang sọt vị thế phái sinh để chờ sóng C điều chỉnh, nhưng mà trên thực tế là mình đi ngược thị trường là mình mất tiền luôn đó. Dạ đúng rồi, mô hình kinh tế chữ K đó là của Phó Tổng thống Joe Biden năm ngoái. Đúng rồi, mình cố gắng thôi. Cái mô hình kinh tế đó là một mô hình kinh tế rất là kinh điển đó ạ. Người giàu sẽ càng ngày càng giàu lên và người nghèo sẽ càng ngày bị nghèo đi. Chính cái điểm chạm đó thì nó tạo ra những sự thắng cử của Joe Biden. Đó là ông ấy trung hòa được những cái mối bất hòa của thu nhập cao và thu nhập thấp. Còn Donald Trump đó là ông ấy làm sao để khuất đại cái tài sản của người Mỹ lên, tôn vinh cái vị thế của người Mỹ lên bằng hình thức đó là trà đạp lên những cái quốc gia khác hoặc là những dân tộc khác, hoặc là cái gì đó nó nhỏ nhặt hơn. Tức là ưu tiên của Donald Trump đó là người Mỹ sẽ là số 1. Còn Joe Biden, ông ấy sẽ hài hòa hơn, trung hòa hơn giữa các sắc tộc, giữa các thu nhập, giữa cả những người có thu nhập cao và những người có thu nhập thấp. Thì rõ ràng thời điểm đó cái chiến lược của ông là phù hợp, tại vì thời điểm đó là thời điểm cũng giống như mình bây giờ. Tức là thời điểm giãn cách, rồi người dân lao động bình thường thì họ không có công ăn việc làm. Thì khi mà ông ấy chạm được một cái điểm chạm như vậy thì ông ấy sẽ, đó là một cái sự thắng cử rất là vĩ đại. Mặc dù rằng là rất nhiều người cho rằng là Donald Trump sẽ tiếp tục tái đắc cử, tại vì những gì Donald Trump làm được trong nhiệm kỳ đầu tiên là rất tuyệt vời. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng thu nhập, tốc độ tăng trưởng tài sản, tốc độ tăng trưởng việc làm. Trước dịch coi như là Donald Trump rất là tuyệt vời. Nhưng chính cái điểm chạm và cái chiến lược đó của Joe Biden, ông ấy gây được rất là nhiều thiện cảm với những tầng lớp của người dân, đặc biệt là những tầng lớp bị ảnh hưởng bởi dịch. Cho nên ông ấy thắng cử. Dũng nghĩ là Việt Nam ở thời điểm hiện tại rất là giống thời điểm đó của Mỹ. Ngành xây dựng tiếp theo thì Dũng đánh giá là ngành xây dựng liên quan đến đầu tư công. Cho nên anh chị đừng nghĩ rằng là xây dựng nó sẽ tăng hết. Mấy bữa nay có những cổ phiếu xây dựng tăng, nhưng mà Dũng ví dụ là một vài cổ phiếu xây dựng đầu ngành đi. Những cổ phiếu xây dựng đầu ngành như Cô Tất Công, Hòa Bình, bản thân họ xây dựng dân dụng mà. Họ xây dựng dân dụng chứ họ đâu có xây dựng công trình đâu. Đâu có xây dựng cao tốc, đâu có xây dựng đường, đâu có xây dựng sân bay đâu. Hay đâu có xây dựng nhà máy điện, nhiệt điện, thủy điện đâu. Cho nên là những ngành nghề xây dựng nhưng mà xây dựng đầu tư công á, thì sẽ được hưởng lợi. Chứ còn những doanh nghiệp mà xây dựng dân dụng thì nó chỉ là sóng hồi thôi. Anh chị hết sức lưu ý, đừng có mua theo như vậy. Đúng rồi, như anh chị có nói nè, nếu mà có đầu tư vào những doanh nghiệp như vậy, thà mình đầu tư vào những doanh nghiệp nguyên vật liệu cho họ. Ví dụ mình đầu tư vào doanh nghiệp sắt thép, ví dụ mình đầu tư vào doanh nghiệp xi măng, ví dụ mình đầu tư vào doanh nghiệp đá, vật liệu xây dựng. Đó, thì thà như vậy mình đầu tư nó sẽ chủ động hơn. Còn cái chuyện anh chị đoán rằng là doanh nghiệp nào sẽ trúng thầu thì cái đó là cái khó. Mà cái đó thì mình phải có mối quan hệ. Thì thay vì anh chị lên đây anh chị hỏi Dũng thì mình connect thử coi là có mối liên hệ nào với lại chính phủ không, với những người làm trong các dự án đầu tư công không, thì từ đó mình sẽ có được thông tin. Còn Dũng thì Dũng chỉ nắm vĩ mô thôi, chứ còn bảo là doanh nghiệp nào trúng thầu xây dựng rồi đường vành đai 3, vành đai 4, cao tốc Bắc Nam này nọ, Dũng chịu, không có công thông tin, mình không đánh giá được doanh nghiệp nào sẽ trúng thầu.
Dạ đúng rồi, thôi bây giờ mọi người cũng hiểu mà đúng không? Bây giờ dịch bệnh như thế này rồi, thực sự là cuối tuần thì có coi những cái hình ảnh này thì cũng rất là buồn. Ngay cả các anh chị ở mọi miền đất nước thì mình cũng rất là xót với những hình ảnh như thế này. Nhưng mà thực tế thì nó là những gì đang xảy ra ở Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có thu nhập thấp mà, an sinh cũng kém. Cho nên là những chuyện này là những chuyện sẽ xảy ra, không sớm thì muộn thôi. Không sao thì mình cũng tốt lên thôi, mình cũng cố gắng thôi. Mọi người cùng cố gắng thì đất nước sẽ tốt lên ạ. Em để số tài khoản ngân hàng hay Momo để chị gửi tặng ly cà phê ạ. Dạ thôi, em chia sẻ miễn phí thôi chứ em không có nhận những cái đó đâu. Các anh chị nào mà có quý mến, có ủng hộ á, thì anh chị có thể về giao dịch tại chứng khoán FPT thì cũng sẽ có các em hỗ trợ. Có các nhân nhân sự của Dũng hỗ trợ, các em cũng sẽ rất là xinh tươi xinh đẹp. Anh chị có liên hệ với Dũng qua Zalo 0933 687 436. Lớp đầu tư cổ phiếu ạ, à, nâng cao ạ. À. Dạ không, em chỉ có hiện tại thì Dũng chỉ có dạy mỗi một lớp, đó là đầu tư chứng khoán cơ bản cho người mới thôi nhá. Anh chị nào là những người mới đầu tư chưa có hiệu quả, hay đầu tư có hiệu quả mà không biết tại sao mình hiệu quả, hay đầu tư lâu năm rồi mà cứ mua mua bán trên sàn đầu tư không hiệu quả, thì có thể tham gia lớp này của Dũng tối 3 năm 7 tuần thứ tư của tháng tháng này. Nhưng mà lớp chỉ còn vài suất nữa thôi ạ, à. Dũng không nhận nhiều đâu. Tại vì trong lớp này thì mình phải tương tác, đó là mình phải vừa dạy vừa học và vừa trao đổi. Chứ đông quá thì mình không có tương tác được, không có tương tác được thì chất lượng lớp nó kém. Cho nên Dũng không có nhận nhiều đâu. Nên là lớp chỉ còn vài suất thôi ạ. À. Cũng sắp full rồi. Petrolimex mất cuối năm ạ. À. Chắc là phải chờ sau dịch thôi. Bây giờ mọi người ở nhà cả đâu sử dụng xăng đâu. Anh chị không thấy là Bình Sơn bây giờ hàng tồn kho nó quá trời đó à. Petrolimex mất cũng vậy thôi. Bây giờ ở nhà có ai tiêu thụ xăng đâu. Nên tạm thời thì Dũng nghĩ là giá cổ phiếu khó giảm. Nhưng mà để nói có động lực thì cũng cũng không. Mà cổ phiếu đó đợt vừa rồi thì cũng rất nhiều quỹ đầu tư họ ngại. Tại vì đợt rồi có những đợt thanh tra chính phủ liên quan đến xăng giả đó. Cho nên là dòng tiền họ cũng tương đối ngại với những nhóm cổ phiếu đó. Mặc dù là cổ phiếu đó là cổ phiếu được hưởng lợi đó nha. Tức là cái lúc mà mọi người nhớ là xăng E92 có 12.000 một lít đâu. Rồi mặc nhiên đến thời điểm cao điểm nhất trước dịch đó là mọi người đổ xăng đó là hơn 20.000 một lít đúng không ạ? Thì riêng cái sai chênh lệch 8.000 đó thôi đó là một cái biên lợi nhuận kinh khủng của Petrolimex rồi. Thực ra là lợi nhuận của họ cũng có, tất cả mọi thứ của họ đều có đấy. Nhưng mà các quỹ đầu tư và dòng tiền họ không không dám vào, tức là đợt vừa rồi đang bị thanh tra. Cho nên đó cũng là một cái tiếc. Dạ anh chị có thể coi lại nha, Dũng sẽ gửi lại cho anh chị nè, mô hình kinh tế theo hình chữ K nè, khoảng cách giàu nghèo nè. Hồi đó Dũng làm thì ít người cảm nhận được. Chứ còn bây giờ mọi người sẽ cảm nhận sâu sắc đấy. Mọi người coi video đó mọi người sẽ cảm nhận rất là sâu sắc về cái việc định hình đầu tư tài chính. Thực ra đầu tư ở thời điểm hiện tại đó nó chỉ là một cái phương án phòng vệ cho những sự mất mát của mình trong tương lai thôi. Tức là sau này việc mà anh chị mua một cái bút này này là anh chị phải bỏ nhiều tiền hơn nhiều. Đó, hay là việc anh chị mua một cái điện thoại á, anh chị cũng phải bỏ nhiều tiền hơn nhiều. Tức là nó thể hiện cho một cái việc đó là mình kiếm tiền ở thời điểm hiện tại là mình đang phòng vệ cho những cái lạm phát trong tương lai. Chứ không phải là mình kiếm được nhiều tiền hơn so với người khác đâu. Trên thực tế thì sau này tiền nó cũng sẽ bị mất giá à. Mình kiếm càng nhiều tiền thì tiền nó sẽ bị mất giá. Ví dụ như là anh chị mua cái chung cư đó 3 tỷ, sau này cái chung cư nó lên 5 tỷ là chuyện bình thường. Mua miếng đất 3 tỷ, sau này miếng đất 5 tỷ là chuyện bình thường. Mua cổ phiếu bây giờ cổ phiếu mua 10 ngàn, năm sau lên 30 ngàn, 40 ngàn là chuyện bình thường. Đó, cho nên là cái chuyện mà mình kiếm tiền ở thời điểm hiện tại là mình phòng vệ cho những cái lạm phát, những mất mát mình phải chấp nhận trong thời điểm tương lai. Đó, cho nên là mình mà không kiếm được người khác kiếm là coi như là mình thiệt thôi. Đó nên là mô hình đó là một mô hình theo Dũng là rất phù hợp ở thời điểm hiện tại mà Dũng có đưa ra cái video đó để anh chị có thể coi lại để anh chị cảm nhận. Thực ra thì chẳng ai mong muốn chuyện nó xảy ra đâu, nhưng mà xảy ra rồi thì mình nên chấp nhận. Mình chấp nhận nó và mình lựa chọn một cái lựa chọn tốt nhất cho mình và gia đình mình. Khi nãy Dũng nói đó, khi nãy có một anh có trao đổi là Dũng nhận xét ngành ngân hàng nó không có gì mới mà tại sao giá cổ phiếu tăng như vậy là Dũng nhận xét sai. Thì Dũng cũng phải trao đổi thật với anh chị, các anh chị cũng thông cảm, tại vì trong một thị trường tăng thì đâu phải là cái cổ phiếu đó nó cứ tăng hoài đâu. Dũng ví dụ cổ phiếu tăng 30%, 50% thì người ta có xuống chốt chứ đúng không? Mà người ta có xuống chốt mà người ta không muốn rời bỏ thị trường thì người ta phải vào những cái nhóm ngành chưa tăng giá. Cho nên rằng là cái việc mà ngân hàng tăng thì không sớm thì muộn nó sẽ tăng thôi, quan trọng là nó tăng được bao nhiêu. Nhưng mà để mà vượt 1.400 điểm kháng cự như vậy thì buộc là phải có tiền tham gia vào những cái cổ phiếu có vốn hóa lớn, mà ngân hàng là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên thị trường rồi còn gì nữa. Cho nên là nếu mà muốn vượt 1.400 điểm kiểu gì cũng sẽ có ngân hàng. Nhưng chẳng qua dù không chọn ngân hàng đó là vì cái mô hình của họ, họ có lợi nhuận quá cao rồi thì cái việc mà họ gia tăng lợi nhuận nó sẽ rất là khó. Tất nhiên là sẽ có một vài ngân hàng họ sẽ làm được chuyện đó trong tương lai, trong quý theo. Nhưng mà việc mà một cái ngành nghề nó đã đạt được quá nhiều cái điểm tốt đẹp trong 6 tháng đầu năm rồi thì cái áp lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm là một dấu hỏi. Và khi mà mình chưa giải quyết được những dấu hỏi đó thì mình không lựa chọn thôi. Chứ không hẳn đó là nhóm cổ phiếu đó nó sẽ không tăng. Còn còn đầu tư thì như quan điểm của Dũng nhá, sai Dũng đầu tư thì không phải là Dũng mua mua bán trên thị trường. Các anh chị mà có anh chị là khách hàng hay là anh chị là những người Dũng đang quản lý tài sản anh chị sẽ rõ thôi. Tức là Dũng không phải là người mua mua bán trên thị trường. Dũng biết có thể rằng là ngày mai ngân hàng vẫn sẽ có thể tăng, hoặc là ngày mốt có thể là ngành thép vẫn sẽ tăng, những cổ phiếu chưa tăng giá nhiều nó cũng sẽ tăng. Nhưng tại sao mình không chọn á? Là vì cái điểm đến của mình, cái lựa chọn của mình đã lựa chọn rồi, mình đã thiết kế rồi và mình đã tham gia rồi. Thì mình không có phải rằng là mình lời được 5, 10, 20% là mình chốt, mà mình đầu tư với nó là mình sẽ đi theo một chu kỳ của nó. Ít nhất chu kỳ nó phải rơi vào một quý, hai quý, thậm chí là 3 đến 4 quý.
Mình ví dụ như là ngành chứng khoán đó, chu kỳ của nó kéo dài, quý này là quý thứ 5 rồi. Và anh chị đi với nó 5 quý thôi là cái lợi nhuận của anh chị phải vài trăm phần trăm. Đó, cho nên là cái việc mình đầu tư, mình không có thắng thua với thị trường, mình không có đúng sai với thị trường, mà cái lựa chọn của mình là phù hợp nhất và tốt nhất với thị trường hay chưa. Đấy, cho nên là Dũng cũng có làm một cái ở cái khi này đây. Dũng sẽ trao đổi với anh chị đây. Đó. À, thì khi mà thị trường tăng á, thì Dũng tin là các cơ hội đầu tư nó vẫn sẽ có. Thì cái cơ hội đầu tư thì nó sẽ đến được hai luồng thôi. Đó là những nhóm cổ phiếu sẽ có kỳ vọng trong tương lai, đúng không? Mình ví dụ là những nhóm cổ phiếu trong 6 tháng cuối năm. Anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn đó là những nhóm cổ phiếu liên quan đến bất động sản, anh chị có thể hoàn toàn lựa chọn đó là cổ phiếu đầu tư công hay là cổ phiếu chứng khoán, hay mới đây nhất là cổ phiếu xuất khẩu của dệt may. Nhưng mà nếu như những nhóm cổ phiếu đó đã tăng nhiều thì anh chị hoàn toàn có thể chờ những nhịp điều chỉnh. Còn nếu như anh chị không chờ được, anh chị hãy chọn những cổ phiếu chưa tăng. Những cổ phiếu chưa tăng thuộc những ngành nghề chưa tăng thường là những cổ phiếu kém hấp dẫn sau. Đúng không ạ? Tại vì kém hấp dẫn cho nên nó mới tăng sau. Nhưng nếu mà nó hấp dẫn nhất thì nó đã tăng đầu tiên rồi, nó đã tiếp tục tăng mạnh rồi. Kém hấp dẫn ở đây không phải là nó không tốt, nó vẫn rất tốt, nhưng chẳng qua là nó không tốt bằng so với lại 6 tháng đầu năm thôi. Đó, thì cái động lực của nó tăng giá của nó phụ thuộc rất nhiều vào thị trường. Đấy, thì khi mà thị trường tăng, những nhóm cổ phiếu nó đã tăng giá trước đó đó, anh chị không có điểm vào hoặc là anh chị chưa dám vào khi mà cổ phiếu tăng mạnh á, thì rất nhiều dòng tiền người ta sẽ lựa chọn những nhóm cổ phiếu chưa tăng. Cho nên đứng dưới góc độ của anh chị có đầu tư thì một là anh chị chờ những cổ phiếu đã tăng và nó bắt đầu có những cú điều chỉnh thì mình có thể tham gia vào. Còn không thì mình hãy chọn những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá. Và những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá đó hoàn toàn có thể đó là gì? À, chúng ta có thể cập nhật, đúng không? Ở đây thì có những cổ phiếu đã tăng giá nhiều. Thì những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá này, những ví dụ là bất động sản khu công nghiệp này, nhóm cổ phiếu của ngành ngân hàng, thậm chí là nhóm cổ phiếu của ngành thép. Mặc dù là thép thì cả tháng này là đứng im rồi. À, Việt Nam thì giãn cách rồi. Nhưng tại sao dòng tiền nó vẫn là điểm đến? Tại vì đơn giản là tiền luân chuyển từ nhóm này sang nhóm khác. Chẳng qua thì Dũng không lựa chọn cái size đầu tư ngắn hạn như thế này thì Dũng không chọn thôi. Còn anh chị mà có đầu tư thì đó, Dũng nghĩ rằng là ngắn hạn thì anh chị có thể lựa chọn những cổ phiếu chưa tăng giá. Ngành cảng biển á, Dũng nghĩ là giá cổ phiếu phản rồi. Hôm bữa có trao đổi với mọi người đúng không? Cảng biển thì bây giờ cái cảng đó nó vẫn là cái cảng đó, cảng Hải Phòng thì vẫn là cái cảng Hải Phòng đó. Cảng Đình Vũ thì nó vẫn là cái cảng đó, Tân Cảng thì nó cũng chỉ là một cái Tân Cảng, đâu có Tân Cảng 2, đâu có Tân Cảng 3 đâu. Nhưng mà giá cổ phiếu tăng 50%, 30%, 50% trong một thời gian ngắn thì chứng tỏ là giá cổ phiếu nó đã vượt qua những cái giá đó thì nó phải cân bằng lại thôi. Nhưng mà kết quả nhanh quý này vẫn tốt, cho nên anh chị có nắm thì Dũng tin là vẫn cứ nắm, chờ kết quả nhanh ra bán cũng được, không cần phải mua bán làm gì. Nhưng mà muốn đạt được một tỷ suất sinh lời cao hơn thì mình có thể chuyển đổi. Đó. Thì cái bảng đó Dũng thấy đó, anh chị sẽ thấy là dòng tiền chuyển đổi từ nhóm cảng biển nè, bán lẻ tiêu dùng nè, hoặc là một vài cổ phiếu phân bón nè. Đó, họ dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, dệt may, xuất khẩu, rồi đầu tư công đó, mình có thể chuyển đổi nếu như mình cảm thấy là mình muốn đạt được một tỷ suất sinh lời cao hơn. Còn mình đang hài lòng với một tỷ suất sinh lời hiện tại thì anh chị có thể nắm giữ, tại vì kết quả nhanh quý này dù gì nó vẫn tốt thôi. Đạm Phú Mỹ thực sự nó tốt hơn, đó là do nó có mảng hóa chất nữa, bán hóa chất lời nhiều hơn nhiều, bán hóa chất lời nhiều hơn bán phân bón nhiều. Cho nên là Đạm Phú Mỹ là thằng tính ra là Đạm Phú Mỹ là doanh nghiệp mà được hưởng lợi nhiều nhất. Chứ còn như Đạm Cà Mau hay BFC thì cũng được hưởng lợi, nhưng mà nó sẽ không được hưởng lợi bằng Đạm Phú Mỹ, tại vì nó có thêm cái mảng đó là mảng bán hóa chất nữa. Giống như Petrolimax PLC đó, thực ra là mọi người hay nói là nhựa đường PLC sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công, nhưng trên thực tế lợi nhuận của họ tốt nhất đến từ mảng bán hóa chất. Mà mảng lợi nhuận doanh nghiệp nào tốt nhất thì đúng thôi. Như anh chị hỏi về VPBank, Techcombank, đặc tính của nó cũng cùng một mô hình thôi. Đó là doanh nghiệp đã chưa tăng giá trong một khoảng thời gian và rất nhiều nhóm cổ phiếu khác đã có lời thì họ sẽ dịch chuyển sang những nhóm cổ phiếu đó. Còn với VPBank thì mọi người đánh game thì mọi người sẽ thích, đó là vì họ chuẩn bị có những cái game bán các công ty con để book lợi nhuận. Techcombank thì cũng có một vài cái game nào đó mà nếu anh chị có quan tâm thì anh chị có thể nhắn cho Dũng trao đổi với anh chị. Những cái góc nhìn này thì Dũng không có trao đổi trực tiếp một cách đại trà được, thì các anh chị Dũng cũng có nắm một vài thông tin. Nếu mà anh chị có quan tâm đến Techcombank, VPBank, Sacombank, ngân hàng quân đội thì anh chị có thể liên hệ với Dũng để Dũng trao đổi thêm về cái thông tin đó. Những cái thông tin đó thì mình không có trao đổi trên này. Dũng biết hết chứ bộ, chứ chẳng qua mình không chọn thôi. Mình không chọn thôi, mình có lựa chọn cho mình rồi thì mình không chọn thôi, chứ còn những cái đó mình biết hết mà. Mình làm trên thị trường cũng lâu rồi mà, mối quan hệ của mình cũng đâu có ít. Đó, có anh chị giống như anh Minh có nói là nếu như anh thì anh sẽ chọn Hòa Phát. Đó thì mặc dù mình biết rằng là giãn cách cách ly rồi bán hàng sẽ khó, nhưng mà tại sao mình vẫn chọn? Tại vì cổ phiếu chưa tăng. Mà cổ phiếu chưa tăng thì mua sẽ an toàn, thì đó cũng là một cách. Nhưng mà Dũng không chọn thôi. Dũng không chọn cổ phiếu an toàn mà Dũng chọn cổ phiếu vượt trội. Nhiều người hay nói là đầu tư thì mình hay cũng nói là đầu tư thì cái việc đầu tiên là phải an toàn. Nhưng với quan điểm của Dũng á, an toàn hay không không phải đến từ việc giá cổ phiếu tăng hay chưa, mà là cái cổ phiếu mình chọn nó có đủ hấp dẫn trong tương lai hay không. Nếu mà cổ phiếu của mình đủ hấp dẫn trong tương lai thì thực sự nó mới là thằng an toàn. Còn trên thực tế mà người mua cổ phiếu thì đơn thuần đó là do cổ phiếu đi ngang trong khoảng tháng, 2 tháng mà người mua thì kiểu gì cũng không chết. Nhưng mà thực ra thì những cổ phiếu đó thì mình cũng có thể kiếm được lợi nhuận, nhưng mà nó sẽ không cao thôi. Nên anh chị cũng đừng kỳ vọng là những đầu tư những cổ phiếu đó kiếm 30 đến 50% lợi nhuận, không có đâu, khó đấy. Có thì chắc phải quý tư rồi năm sau. Dạ OCB à, OCB cũng vậy thôi. Nếu mà cổ phiếu ngân hàng chắc tốt nhất là ngân hàng Techcombank, ngân hàng quân đội, ACB, những nhóm cổ phiếu ngân hàng trẻ tốc độ tăng trưởng nhanh là Tiên Phong Bank, OCB. Đó.
quay đi quẩn lại như vậy thôi ạ. Vincom ạ. Nếu mà mua Vincom thì em sẽ mua Vinhome. Em thì em cũng không chọn Vincom, em cũng chẳng chọn Vinhome. Nhưng mà nếu mà em mua thì em sẽ mua Vinhome. Tại vì nó đặc sắc hơn nhiều. Đợt này thì nó có thông tin về về việc bán cổ phiếu. Anh chị mua Vin là vì chạc đúng không? Chạc cổ phiếu tích lũy đúng không? Thì anh chị mua vì chạc thì anh chị bán vì chạc thôi. Chạc vẫn còn tích lũy thì anh chị giữ. Còn chạc hết tích lũy và một là nó tăng lên, hai là nó giảm đi thì anh chị bán. Chứ Vin thì cũng không phân tích nhiều được. FPT còn mua được không ạ? Dài hạn thì giảm mạnh thì anh chị cứ mua thôi. Nhưng mà cổ phiếu đó thì không kiếm ngay được đâu nha. Thời điểm hiện tại FPT nhiều người kén. Tại vì lúc này mọi người kiếm tiền nhanh. Chứng khoán bây giờ mua cổ phiếu chứng khoán ngày tăng 5%, mua FPT cổ phiếu chắc tháng tăng được 5%, kén chọn, nhà đầu tư kén chọn. Dùng gửi lại cho anh chị mô hình kinh tế theo hình chữ K nhá, sợ bị trôi. Anh chị coi thì anh chị sẽ cảm nhận rất sâu sắc đấy. Mà mình cảm nhận được thì mình phải biết làm gì. Mình mà không làm là coi như là người khác làm, là mình đi lùi rồi. Mình đi lùi rồi, sau này là tiền đâu để mà mình đối phó với những giai đoạn siêu lạm phát xảy ra. Mới chỉ chớm chớm lạm phát chút thôi, mới chỉ là gọi là giai đoạn đứt gãy một chút của cái hệ hệ sinh thái tiêu dùng của mình, rồi những ngành nghề nông nghiệp bị đứt gãy một chút thôi là mình đã thấy là mình cũng thấy là mình cũng mệt mệt rồi đúng không ạ? Và sau này mà siêu lạm phát nó xảy ra trên toàn cái sản phẩm mà mình dùng hàng ngày á thì lúc đó còn mệt nữa. Quan điểm của Dũng về nhóm cổ phiếu của ngành bán lẻ thì nó phân ra làm hai loại, bán lẻ tiêu dùng và bán lẻ các thiết bị điện tử. Thì Dũng cũng đều có một cái nhìn, đó là những doanh nghiệp này kết quả kinh doanh quý nó vẫn tốt. Nhưng mà đứng dưới góc độ đầu tư thì có lẽ mình tư duy hơi chậm. Mình nên chọn những ngành nghề nào xu hướng phục hồi sau dịch. Chứ còn những nhóm cổ phiếu được hưởng lợi trong dịch thì theo Dũng là không tốt lắm. PVChan ạ, PVChan nó tăng được 30% rồi mà. Tăng 30% rồi. Hôm nay mà mọi người mua cổ phiếu đó là dở. Cổ phiếu tăng một mặt gần 20% không điều chỉnh, mọi người bay vào mọi người mua là theo Dũng dở. Bình tĩnh chờ những lúc những cú sụt giảm, những cú sụt giảm rồi đi ngang của một nhóm cổ phiếu đó rồi mình hẳn vào. Chứ cứ thấy cổ phiếu tăng 5%, 7% rồi bay vào mua là theo Dũng không ăn. Dũng tin ngày hôm nay rất nhiều người mua PVT và bị lỗ này. Chắc luôn. Đầu tư thế không ăn thua. Dính một lần cú 200 điểm rồi. Dũng từng có gặp một anh khách hàng mà sâu cho Dũng cái tài khoản coi mà 5 tỷ về còn 3 tỷ. Từ 1.400 điểm về 1.200 điểm. 5 tỷ về 3 tỷ là bay mất 2 tỷ. Bay mất 2 tỷ là coi như gần 50% rồi. Cứ coi như xem 40% đi. 40% là do họ sử dụng đòn bẩy tài chính đó. Thế bây giờ mình cứ quay lại cái bài toán như vậy là rõ ràng là mình thua rồi. Mình cứ bài toán mua bán như vậy là mình thua rồi. Nhận diện sau tư duy trẻ là thua rồi. Sử dụng thêm đòn bẩy tài chính nữa là chết nặng. Không nên nha. Theo Dũng là không nên. Mình cần cân nhắc lại trước khi đầu tư. Đưa ra các quyết định đầu tư thì theo Dũng là mình nên cân nhắc lại. Đừng có quá phụ thuộc trôi nổi với thị trường. Mình phải có cái nhìn riêng của mình. Một là anh chị mua cổ phiếu chưa tăng, hai là anh chị chờ những cổ phiếu đã tăng rồi điều chỉnh lại rồi anh chị đầu tư. Cổ phiếu FDS tăng kinh khủng ạ, đúng là tăng cũng không ngờ. Nhưng mà tính ra FDS thì nó lại là cái thằng hợp thời. Tức là anh chị hình dung là đa số các công ty chứng khoán họ đều rút ngắn cái danh mục đầu tư đúng không ạ? Chứng khoán MBS cũng rút này, chứng khoán SHS cũng rút này, chứng khoán SDI cũng rút này, chứng khoán VND cũng rút này, HSC cũng rút này. Chỉ có mỗi chứng khoán Bản Việt là họ gia tăng cái quy mô đầu tư của họ thôi. Còn chứng khoán FPT trên thực tế là họ không có rút, họ cũng không có gia tăng. Vì đơn giản là họ chỉ có một cái món đầu tư chính, đó là May Sông Hồng thôi. May sao quá May Sông Hồng đợt này, anh chị thấy đi, anh chị cứ coi May Sông Hồng đầu tháng 7 đến giờ tăng bao nhiêu phần trăm. Thì anh chị cứ ước lượng số lượng cổ phiếu của FPTS đang nắm giữ thì anh chị sẽ suy ra được cái lợi nhuận từ mảng đầu tư. Còn mảng môi giới thì Dũng phải nói thật là tiền vẫn đổ nhiều vào. Dũng làm chứng khoán thì Dũng biết mà tiền các anh chị nhà đầu tư cá nhân đổ vẫn nhiều. Thì nếu mà nói là nhà đầu tư F0 thì đầu tiên là VN Direct họ sẽ được tận dụng nhiều nhất, và cái thứ hai thì không đi đâu xa đâu, FPTS được hưởng lợi nhiều đấy. Dũng làm trong ngành mà các bạn môi giới mở tài khoản tốt lắm. Cả miền Bắc, miền Nam, miền Trung ngày mở mấy nghìn tài khoản mà. Tốt lắm. Ví dụ VN Direct họ mở được 10 tài khoản thì FPT họ cũng phải mở được 4-5 tài khoản. Tức là một bên 10 thì một bên cũng được 5-6 điểm. Cho nên là làn sóng F0 này là FPTS họ được hưởng lợi thứ hai. Họ được hưởng lợi sau VN Direct á. VN Direct thì họ bùng nổ thì khỏi nói rồi. VN Direct tốt thì khỏi nói rồi. Nhưng mà FPTS là bùng nổ thứ hai sau một cái làn sóng này. Nhưng mà Dũng phải trao đổi với anh chị luôn, đó là tiền thì vẫn ở lại. Nhưng mà nói là tiền bơm mạnh vào thị trường giống như hồi xưa thì không có. Tiền nó cũng có tăng lên chút chút thôi chứ nó không có tăng bùng nổ đâu. Đó, nên là mọi người có đầu tư thì Dũng cung cấp thông tin như vậy thôi, chứ còn cổ phiếu tăng rồi thì cũng khó nói. Không nghĩ rằng là các cổ phiếu chứng khoán có thể tăng gấp 10 lần trong vòng gần 2 năm. Quá kinh khủng. Hồi xưa nói vui vui với một vài bạn trong ngành, đó là thời điểm của thị trường chứng khoán Hồng Kông á, anh chị có coi phim Hồng Kông không? Phim Hồng Kông mà những cái phim những năm 2008, 2002, 2008, 2010, 2011 đó, những cái phim Hồng Kông mà họ nhảy lầu đó anh chị.
đó là một cái đợt sóng điên của thị trường Hồng Kông năm 1998, kéo dài 3 năm, 5 năm gì đó. Thì hồi đó trao đổi vui vui với các bạn đồng nghiệp đó là hồi đó chứng khoán của Hồng Kông có những cổ phiếu tăng 25 lần. Nói vui vui như vậy mà đến lúc mà thị trường chứng khoán Việt Nam tăng cũng đi được một nửa chặng đường với lại thị trường Hồng Kông thời điểm đó. Các anh chị ở đây có hay coi phim không? Nếu mà anh chị ở đây mà tầm quanh 40 tuổi đổ lại thì anh chị sẽ cảm nhận được những cái bộ phim đó. Đó là những cái bộ phim về lái cổ phiếu rồi lái xong rồi nhảy lâu á, nhảy lâu tự tử đó. Phim Hồng Kông đó. Đó thì đó là thời kỳ bùng nổ điên loạn của thị trường chứng khoán ở đó. Hồi đó đỉnh điểm nhất là cổ phiếu chứng khoán của họ tăng 25 lần. Cổ phiếu của Việt Nam đang tăng khoảng gần 10 lần. Mình cũng thuộc dạng gọi là cũng gần điên loạn rồi đó ạ. Dân thì cũng hết tiền rồi mà đánh chứng khoán cơ mà. SJC ạ, đó, SJC là doanh nghiệp gọi là tăng tốt nhất trong ngành bất động sản khu công nghiệp rồi đó. Nhưng mà anh chị có đầu tư bất động sản khu công nghiệp, anh chị né Bình Dương, Đồng Nai ra nha. Một là hết quỹ đất, hai là dịch, nên là chưa có động lực tăng đâu. Có đầu tư thì đầu tư vào doanh nghiệp nào ngoài rìa một chút, Long An cũng có này, Bà Rịa cũng có này, ngoài Bắc cũng có này. Đó. Những cái bất động sản khu công nghiệp như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Còn bất động sản khu công nghiệp ở trong trong Nam này thì hết quỹ đất, Bình Dương hay Đồng Nai là hết quỹ đất rồi. Mà người hay bảo mua D2D chứ D2D đâu còn quỹ đất đâu. Đợt vừa rồi họ còn thuê gần 50 hecta của SSC mà. D2D thì chắc khoảng cách vài quý nữa sẽ bắt đầu có dòng tiền cho thuê. Tại vì họ thuê 50 hecta của SSC thì từ từ họ cũng sẽ có dòng tiền. Những cái việc mà anh chị là một công ty, anh chị là một công ty khu công nghiệp mà anh chị phải đi thuê đất ở khu công nghiệp khác thì chỉ chứng tỏ rằng là anh chị hết đất thôi. Mà bất động sản khu công nghiệp thì cái quan trọng là quỹ đất. Quỹ đất trong tương lai rồi sau này mình mới cho thuê được. Chứ còn hết đất rồi đi cho thuê thì không ngon. Mọi người lại hay nhìn vào OBS rồi doanh thu lợi nhuận rồi tiền mặt đúng không? Rồi tỷ lệ chi trả cổ tức thấy ngon đúng không ạ? Định giá thì hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng mà đầu tư vào những doanh nghiệp đất thì nó phải có nhiều đất rồi sau này mới cho thuê được. Chứ còn ngon mà nó sâu hết cho mình rồi thì lại không dở, lại dở, tức là mình mua lại trễ. Đúng rồi, anh Tiến nói nè, hồi xưa xem phim chỉ biết chứng khoán là cờ bạc dành cho giới người giàu. Thế thì bây giờ cũng vậy mà. Ngay cả như Dũng làm trong ngành thì Dũng cũng trao đổi thật luôn là thời kỳ này là thời kỳ bong bóng tài sản. Một thời kỳ gọi là thời kỳ hứng khởi, một thời kỳ điên loạn của thị trường. Nên đầu tư thì phải tỉnh táo. Như Dũng nói rồi, thực ra là mình biết, mình chấp nhận nó và mình lựa chọn một cái phương án tối ưu nhất cho mình và cho gia đình mình. Để mình phòng bị cho những cái thứ rủi ro trong tương lai mình có thể gặp phải. Nhưng mà chính trong những giai đoạn điên loạn và những giai đoạn bong bóng như thế này thì anh chị càng phải là người chấn tĩnh hơn, mình điềm tĩnh hơn. Mình đừng có nóng vội, mình đừng có mua bán. Cổ phiếu của anh chị không hôm nay không tăng thì ngày mai nó tăng. Ngày mai không tăng thì ngày mốt nó tăng, không có đi đâu cả hết á. Nên là việc mà mình cứ đứng núi này trong núi nọ rồi mình thấy cổ phiếu kia tăng 7% ngon quá mình bay vào mình mua. Thực tế ngày 1, ngày 2 anh chị vẫn có lời nhưng chưa chắc ngày 3 anh chị đã có lời. Và cũng chưa chắc là anh chị đã có lời bằng việc mình nắm giữ những cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Đó nên là trong một thời kỳ càng điên loạn thì mình phải càng trấn tĩnh, đặc biệt là anh chị sử dụng đòn bẩy tài chính. Chơi đòn bẩy tài chính mà không biết cách là lỗ nặng lắm đó. Đó nói với anh chị đó, thị trường từ 1.400 về 1.200 anh kia sâu cho em tài khoản 5 tỷ còn 3 tỷ đó. May sao cổ phiếu lên lại bớt lỗ. Đầu tư vậy thì không sớm thì muộn lỗ à. Để dùng hỏi anh chị chứ bây giờ rớt 200 điểm mất bay mất 40%. Thế thì thị trường chứng khoán từ 1.400 điểm về 1.000 điểm thì còn gì không? Không còn gì hết. Tại vì sao lại không còn gì hết? Là vì khi mà thị trường đến lúc đó là mình sẽ bị call margin. Mà anh chị cứ hình dung là nó call margin, tức là thường mà call margin đó là mình cổ phiếu đang 30 call phát xuống chỉ còn có 27.000 thôi. Tức là bán MB bán cho khớp mà. Lúc đó lỗ nặng lắm. Nên là càng đánh chứng khoán mà margin thì là phải càng tỉnh táo. Ở đây Dũng nói chứ ở đây hơn 2.000 anh chị coi, trên 1.000 anh chị đã đang sử dụng đòn bẩy tài chính. Tức là vay margin của công ty chứng khoán đó. Thực ra mọi người thực ra là bây giờ mình đầu tư nó cũng rất là dễ dãi đúng không ạ? Mình vay margin thì chẳng có cảm giác gì cả. Bây giờ vay tỷ hay vay chục tỷ hay vay trăm tỷ của công ty chứng khoán thấy nhẹ tân nè. Tại vì thứ nhất là tiền lãi thì mình cũng không phải là người đưa trực tiếp, họ tự cắt trên cái tài khoản của mình. Cái thứ hai mình cũng chẳng có ký một cái giấy tờ ký tác nào là mình đang vay cụ thể bao nhiêu tiền cả. Cái thứ ba nữa là mình chỉ cần enter một cái lệnh thôi là mình đã vay margin rồi, vay cả tỷ, chục tỷ, trăm tỷ. Nó rất là nhẹ tân, mình không có cảm giác gì trong lòng mình cả. Nhưng mà khi mà mình rút tiền ra mà mình rút không có lời thì mình mới cảm thấy những sự nặng trĩu trong đó. Nên là anh chị có đánh chứng khoán bằng margin anh chị cẩn trọng nha. Dù không cổ suý rằng là margin nó tốt là vì nó sẽ tận dụng được cái đòn bẩy tài chính. Nhưng mà chơi margin thì mình phải biết là mình chơi như thế nào. Cái chơi margin này thì đòi hỏi mình phải là người trải nghiệm nhiều. Cho nên là thường Dũng quản lý tài sản thì Dũng không nhận với anh chị đang sử dụng đòn bẩy tài chính. Tại vì Dũng muốn làm mọi thứ nó bài bản và nó bớt bị áp lực. Tại vì mình cũng quản lý không ít người đâu ạ. Chứ còn bây giờ mà ai cũng sử dụng đòn bẩy tài chính thì xử lý không kịp. Mình không có thời gian để mà mình xử lý tất cả mọi thứ đó. Còn các anh chị cũng thông cảm cho em một chút, đó là cường độ công việc bây giờ nó quá lớn rồi ạ. Cho nên là việc mà anh chị có hỏi những câu hỏi á, thì anh chị có thể liên hệ với Dũng và Dũng sẽ pass qua cho các bạn bạn hỗ trợ cho các anh chị về giao dịch này ha.
về dịch vụ ha, các câu hỏi mà anh chị có quan tâm thì anh chị cứ liên hệ với Dũng qua 0933 687 436, nhưng mà Dũng sẽ pass qua cho các bạn cộng sự thì các bạn sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Còn anh chị nào muốn làm việc với Dũng về quản lý tài sản đầu tư, Dũng chỉ nhận một vài quản lý thôi ha, Dũng cũng không có room. Hai anh chị có muốn đăng ký tham gia khóa học thì anh chị có thể liên lạc với Dũng, chúng ta sẽ có làm việc với nhau. Nhưng mà nếu mà làm việc thì phải làm việc sớm ạ, chưa hết tháng 8 là Dũng không nhận được đâu. Tại vì biết sao không ạ, tại vì nó phải có một thời kỳ để mình mua cổ phiếu và mình chuẩn bị cho nó xong. Chứ anh chị cứ chờ thị trường chứng khoán vượt 1.400 điểm rồi chờ mọi thứ nó rõ ràng rồi liên hệ là thiết kế danh mục đầu tư, thực tế lúc đó là cổ phiếu nó đã tăng hết trơn rồi thì làm sao mà mình thiết kế được nữa. Mình nhận lúc đó là mình nhận cái giống như là mình cầm cái mũi dao á, cái lưỡi dao á, rất là rủi ro. Mà lúc đó anh chị đầu tư mà không có kinh nghiệm, anh chị lại đầu tư cũng rất là rủi ro nữa. Nên là cái việc thiết kế danh mục đầu tư, chọn thời điểm xây dựng danh mục là cái rất quan trọng. Và khi mình đã xây dựng được danh mục là mình để cái lợi nhuận nó chạy, chứ mình không có mua bán. Anh chị làm việc với Dũng cũng được mà không làm việc với Dũng cũng được, nhưng mà Dũng khuyên các anh chị đó là gì? Khi mình đã xây dựng danh mục, cái xây dựng danh mục ở đây tức là mình đã xây dựng được cái ngành nghề mình lựa chọn. Mình chọn cái cổ phiếu tốt nhất mình lựa chọn, hoặc là anh chị lựa chọn cổ phiếu an toàn nhất anh chị lựa chọn, hoặc anh chị lựa chọn cổ phiếu rủi ro nhất mà anh chị lựa chọn. Cái nào cũng được. Nhưng đại loại là anh chị đã rất là rõ cái quan điểm của mình và xây dựng danh mục á, thì mình đừng có bị đứng núi này trông núi nọ, mình đừng có bị là mình mua cổ phiếu rồi cổ phiếu không tăng rồi cổ phiếu khác nó tăng. Từ từ rồi cổ phiếu của anh chị cũng tăng, mà thậm chí là khi anh chị tăng thì nó sẽ tăng mạnh hơn, tại vì những gì anh chị phân tích là đúng á thì nó sẽ hợp thời với vĩ mô thì dòng tiền sẽ lựa chọn. Thì cứ từ từ là dòng tiền của mình nó cũng đến thì cổ phiếu nó cũng sẽ tăng thôi. Nó cho nên là thường thì cái giai đoạn nóng sốt và cái giai đoạn đẹp nhất đó là cái giai đoạn chuyển giao từ tháng 7 sang tháng 8. Còn mà đã qua tháng 8 đến tháng 9 rồi thì lúc đó thì mặt bằng tài sản nó không còn rẻ nữa. Nên các anh chị cầm một mớ tiền mà anh chị chờ thị trường chứng khoán vượt 1.400 điểm lúc đó rất là khó. Anh chị cứ hình dung đi, bây giờ đâu còn nhiều cổ phiếu mà có những điểm mua đẹp nữa đâu. Dạ vậy ha, chắc cũng hết giờ rồi thì chắc chúng cũng xin phép kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Cũng cảm ơn tất cả anh chị đã có những cái sự lắng nghe trong một ngày cuối tuần, buổi tối của ngày đầu tuần. Các anh chị muốn mở tài khoản quản lý tài sản hay là tham gia khóa học có thể liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0933 687.